Ta nói nó buồn gì đâu luôn. Sao vậy? Buồn heo. Có chuyện gì mà buồn? Ừ? Không, thấy tuổi thân cho nên nói buồn vậy thôi chứ đâu có gì. Chán thiệt. Nhìn thẳng vô mặt ba nè, có chuyện gì nói ba nghe coi. Cậu này cảm thấy bị coi thường quá. Ai coi thường con mà coi thường cái gì? Thì con nhỏ bạn gái của con á, nó nói con không bằng nó. Không bằng nó phương diện nào? Mày nói cho ba nghe coi. Nó thì thích xài đồ hiệu bà cố, con chỉ thích giản dị thôi. Hiểu rồi, đồ hiệu như là gì? Như quần áo, giày dép, túi xách, điện thoại đồ. Thôi người yêu của mày mà, nói vậy nó tốt thôi, mày phải hãnh diện chứ. Đâu, buồn lắm. Bạn gái của con tạo ra được đồng tiền thì con phải mừng cho nó chứ. Đang nói chuyện mày ngáp hả? Tao sáng rồi bụi tay bây giờ. Không có, không phải gì đâu, tại buồn ngủ quá thôi á. Mấy nay mất ngủ. Làm gì phải mất ngủ hả? Suy nghĩ gì nó quá nhiều. Mày thông cảm đi, những người phụ nữ như vậy rất là bản lĩnh. Nhưng mà riết bị coi thường quá, nhiều lúc muốn chia tay với nó luôn cho rồi. Mà mày thấy nó còn yêu mày không? Có vẻ như còn đó, hình như còn. Thôi vậy thì mày cứ bình tĩnh cho nhau thêm cơ hội đi. Chắc do mày chưa hiểu nó thôi. Hiểu cái gì? Thì tính nết của nó. Nó chanh chua ấy mẹ luôn. Chanh chua là sao? Thấy nó không cần con nữa. Thôi được rồi, bây giờ bà sẽ giúp con. Thôi không cần đâu. Thích điện thoại xịn không? Ngu mày không thích. Vậy thì ba sẽ mua tặng cho mày một cái. Nói thiệt không vậy cha? Mà sao tự nhiên tặng điện thoại cho con? Hả? Cái gì vậy? Con đã nói con thích giản dị, con không xe xua. Không phải, để vậy mày yêu mày nhiều hơn. Con đâu có cần. Sao lại không cần? Mày không sợ mất lưng hả? Nếu cảm thấy nó thật sự coi thường con bỏ luôn á. Phụ nữ vậy không cần đâu. Vậy thì thôi. Suy nghĩ lại rồi, cứ mua điện thoại cho con đi. Mày là cái dân ba trợn. Dẹp mày. Tự nhiên chửi ta. Em mua đi. Được rồi, để mai đi. Bây giờ luôn đi. Qua Huka chấm vn mua luôn đi. Ủa, sao mày biết tôi định mua ở đó? Không lẽ bà định mua điện thoại Trung Quốc tại cho con thôi? Dẹp đi. Ở Huka người ta bán điện thoại chính hãng, ai xài Trung Quốc. Bây giờ muốn xài dòng điện thoại nào? Thì smartphone. Thì bà cũng tính qua Huka đi mua nè. Bển đang có cái sự kiện gì mà bán điện thoại có 6.000. Thôi dẹp luôn đi. Ê, còn có cái 8.000 đồng nữa. Mua về tạc lon đi, ai xài mấy điện thoại 6.000, 8.000 trời. Đã nói họ tổ chức sự kiện trúng thì có thôi. Thì đi lẹ lên đi, còn nó chần chờ gì nữa trời. Mà nếu lỡ như không trúng thì sao? Thì tham gia cho vui thôi, không trúng thì ba mua cho con đâu có gì đâu. Nếu bây giờ có một điều ước, ba biết con ước gì không? Ước cái gì nữa? Ước gì em đừng coi dần hận, ước gì em ở đây giờ này ha.